quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1980, anh Nguyễn Thành Công, bí thư chi bộ tổ dân phố Ba Đình, trở thành một trong số ít bí thư chi bộ trẻ tuổi của đảng bộ thị trấn Nam Bang. Làm bí thư ở một chi bộ có nhiều đảng viên lão thành. Thế nhưng, không phụ niềm tin, sự kỳ vọng của đảng viên và nhân dân, bí thư chi bộ trẻ này không chỉ tích cực, nhiệt trình trong công tác xã hội, mà còn là người đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, với thành công trong việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, anh đã được chọn là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu của Đảng bộ thị trấn Nam Bang năm 2015. Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đảng viên trẻ này qua phóng sự sau đây. Trước sự bấp bênh của thị trường giá cả các sản phẩm nông nghiệp do người nông dân làm ra, từ khi còn là một người nông dân, một đảng viên, anh Nguyễn Thành Công đã luôn trăn trở và tìm cách đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, cũng như tìm hướng đầu ra ổn định. Khi đã trở thành một bí thư chi bộ, trách nhiệm đó càng thôi thúc anh phải mạnh dạn học tập, bắt tay với ý tưởng hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, với sản phẩm là rau củ an toàn. Với phương châm mạnh dạn chứ không liều lĩnh, anh đã bắt đầu mày mò tìm kiếm thông tin thị trường và trực tiếp xuống gặp gỡ thị trường tiêu thụ nông sản trên cơ sở những sản phẩm do chính người nông dân ở Nam Bang làm ra. Tháng 9 năm 2014, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình với 4 hộ nông dân đầu tiên tham gia. Diện tích trồng rau củ khoảng 1 hectare. Sau một thời gian tất bật chuẩn bị sản phẩm hàng hóa, chuyến hàng đầu tiên với 25kg rau củ do chính tay anh mang đi giới thiệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, tuy gian nan, có nhiều bỡ ngỡ, song với quyết tâm và bản lĩnh của một đảng viên, một nông dân dày dạn kinh nghiệm, thành công đã đến với bí thư chi bộ trẻ này. Có những khó khăn là bà con chưa dám mạnh dạn chuyển đổi. Nhưng mà qua quá trình là một số hộ ban đầu là cũng dạng 50-50 đấy. Sau khi quá trình làm thì thật sự thấy nó hiệu quả. Và đến tận bây giờ, thời điểm bây giờ thì cũng rất là nhiều người cũng có thể tự đến, nghe đến và đến đăng ký để tiến hành trồng. Thì trong quá trình này thì tôi cũng đang chạy thị trường. Mặc dù trong quá trình khó khăn ban đầu chạy thị trường á, là mình cũng chưa có tên tuổi, cũng chưa biết đến mình là ai. Nhưng qua quá trình do chính bản thân mình làm, đào tạo nên những nhân viên, nhân công của mình, làm một cách uy tín, chất lượng, và dần dần cái tên tuổi của mình nó đang có chỗ đứng trên thị trường. Vượt qua những khó khăn ban đầu, giờ đây chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ hàng hóa của anh đã có 20 hộ nông dân tham gia, với diện tích trồng đạt hơn 9 hectare. Trung bình mỗi ngày, anh xuất hàng khoảng gần 2 tạ ngọn su su, 2 tạ rau củ. Những sản phẩm mà anh nhận bao tiêu đầu ra bao gồm ngọn su su, quả su bao tử, cà chua cherry, dưa leo babi, củ cải đỏ, cà rốt babi. Tất cả những sản phẩm này đều được sản xuất theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của rau an toàn, theo các điều khoản của hợp đồng liên kết sản xuất. Giá thành của sản phẩm được anh thu mua ổn định trong cả năm. Hiện tại, khi đã ổn định được thị trường đầu ra, anh Công đang có kế hoạch sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết. Đặc biệt, trong năm mới, anh sẽ mạnh dạn đề xuất với ngành nông nghiệp để thực hiện quy trình sản xuất rau an toàn, có đăng ký thương hiệu theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bước sang 2016 thì với tư cách là người đảng viên thì tôi muốn góp một cái bằng cái cách làm của mình trong cái giai đoạn làm kinh tế thị trường bây giờ, để mang lại ít nhất là những bà con ở xung quanh mình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, và đồng thời là hỗ trợ bao tiêu cho họ và góp phần là nâng cao cái đời sống nhân dân ở khu vực lân cận, cũng giống như cái huyện Lâm Hà nó riêng, và biết đâu được còn mở rộng được những thị trường xa hơn nữa thì sao. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ thị trấn Nam Bang nhiệm kỳ 2015-2020, Nam Bang đang có nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện cho các đảng viên trẻ hiện đang sinh sống, công tác tại địa phương, phát huy tinh thần học tập, sáng tạo trong lao động, nhiệt tình trong công tác. Những đảng viên này sẽ không chỉ là nhân tố tạo ra sức thu hút trong các phong trào thi đua yêu nước, mà còn là những người tiên phong tạo ra bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong năm 2015 và những năm tiếp theo thì Đảng bộ thị trấn Nam Ban đã xác định cái mục tiêu phát triển kinh tế đối với cái diện tích đất nông nghiệp của thị trấn có hạn. Trên cái mục tiêu phát triển kinh tế đó là chương trình làm sao thực hiện đúng nghị quyết của Đảng bộ huyện Lâm Hà cũng như Đảng bộ thị trấn là chương trình rau hoa công nghệ cao trong nông nghiệp. Và thế thì đối với một số các đảng viên trẻ hiện nay đang công tác thì cũng rất là khó khăn trong cái thời kỳ hiện nay, là với đảng viên trẻ vừa công tác xã hội vừa xây dựng kinh tế gia đình để gỡ ảnh hưởng một phần, nhưng mà đối với đảng bộ thì vẫn hết sức tạo điều kiện là bằng cách thứ nhất là đảng viên trẻ thì nhanh nhạy để tiếp cận những các cái thông tin mới khoa học kỹ thuật để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, làm cái tấm gương cho tất cả bà con nhân dân cũng như các cái đảng viên khác nói theo. Cho nên là đảng bộ chọn một số các đồng chí đảng viên trẻ tạo điều kiện tốt nhất cho các đồng chí tham gia là bí thư chi bộ hoặc là cấp ủy chi ủy ở dưới tổ dân phố. Bác Hồ từng viết: một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Tin tưởng rằng với sức trẻ, trí tuệ và truyền thống của dân tộc, những bí thư chi bộ, những đảng viên trẻ, những đoàn viên thanh niên của huyện Lâm Hà sẽ góp phần làm nên những mùa xuân của xã hội luôn tươi tốt như mùa xuân của quê hương, của đất nước.